Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Bạn đường của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, giáo dục văn hóa giao thông trong nhà trường có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao hiểu biết về luật giao thông và ý thức tham gia giao thông cho mỗi học sinh. Nhận thức rõ vai trò của việc tham gia giao thông an toàn, những năm qua, Ban An toàn Giao thông tỉnh, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục văn hóa giao thông cho các em học sinh. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập tới trong chuyên mục kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Để góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, thời gian qua cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Lào Cai đã chủ động phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt ngoại khóa nhằm trang bị kiến thức, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho các em. Đây là buổi tuyên truyền ngoại khóa về pháp luật giao thông đường bộ do Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Lào Cai phối hợp với Trường Trung học Phổ thông số 3 thành phố Lào Cai tổ chức. Các em học sinh đã được cung cấp nhiều thông tin như tình hình an toàn giao thông, kỹ năng và các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện, các hành vi xử phạt khi vi phạm như uống rượu trong lúc lái xe, không có bằng lái xe, lứa tuổi tham gia điều khiển xe máy. Để buổi tuyên truyền thêm lôi cuốn, giúp các em nhớ sâu hơn về nội dung, cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông còn đặt những câu hỏi tình huống, trò chơi liên quan đến nội dung tuyên truyền cho các em. Qua đó, các thầy, cô giáo và các em học sinh nhận thức đầy đủ về nguy cơ mất an toàn giao thông và biện pháp phòng tránh, nhắc nhở các em học sinh thực hiện tốt những quy định của pháp luật khi tham gia giao thông và trong đời sống hàng ngày. Ở trường thì cũng có hay tổ chức mấy buổi tuyên truyền này ạ. Thì hôm nay được các bác và các chú tới và tuyên truyền về luật an toàn giao thông thì em thấy qua buổi tuyên truyền thì bọn em đã được củng cố thêm về kiến thức để tham gia giao thông ạ. Và được biết thêm về nhiều biển báo giúp cho bọn em khi tham gia giao thông sẽ được tốt hơn. Thì các bác còn phát cho bọn em mỗi người một quyển cẩm nang an toàn giao thông ạ. Thì cái đấy sẽ giúp bọn em nếu mà quên thì có thể mở ra đọc. Còn thông qua buổi tuyên truyền ngày hôm nay thì em mong là các bác, các chú sẽ tới và tổ chức nhiều buổi tuyên truyền cho bọn em hơn. Trường em đã xây dựng đội xung kích vào những cái giờ tan học hoặc là giờ vào học thì các bạn ở trong đội đó đã ra cổng và đứng vào vị trí làm sao để cho những phương tiện dễ dàng di chuyển và các bạn sẽ đứng ở đó để chỉ dẫn và hướng dẫn sao cho học sinh của trường em đi cho đúng làn đường và để ý tới việc đội mũ, việc cài quai và việc để ý biển báo giao thông của các bạn khi ra khỏi cổng trường ạ. Qua những cái hoạt động như thế thì em cũng thấy ra rằng việc giao thông của trường em đã cải thiện hơn rất là nhiều ạ. Về cả ý thức lẫn xung quanh mọi người đã không có tình trạng xảy ra ùn tắc giao thông hoặc là va chạm. Trường Trung học Phổ thông số 3 thành phố Lào Cai là một trong những trường có số lượng đông học sinh trên địa bàn thành phố. Do đặc thù nhà trường ở khu dân cư đông đúc lại gần trường mầm non tiểu học Duyên Hải, nên công tác tuyên truyền vận động đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh càng trở nên bức thiết hơn. Nhằm tiếp tục thực hiện tháng an toàn giao thông cho học sinh đến trường và đảm bảo trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm, Trường Trung học Phổ thông số 3 thành phố Lào Cai đã đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật nói chung, luật an toàn giao thông đường bộ nói riêng đến toàn thể học sinh trong nhà trường. Đặc biệt, trong bộ môn giáo dục công dân và các tiết học ngoại khóa, các thầy, cô giáo đã lồng ghép nội dung tuyên truyền luật giao thông đường bộ thông qua hình ảnh trực quan, sinh động, từ đó có tác động mạnh mẽ đến ý thức tham gia giao thông của học sinh. Bên cạnh việc tuyên truyền nhắc nhở trong các buổi chào cờ đầu tuần và tổ chức cho học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông, nhà trường còn duy trì hoạt động của đội xung kích tình nguyện kiểm tra nhắc nhở tại cổng trường. Nhà trường cũng phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố thông tin về học sinh vi phạm để áp dụng hình thức kỷ luật. Nhờ đó, trong những năm gần đây, số học sinh của trường vi phạm về trật tự giao thông đã giảm dần. Đơn vị chúng tôi thì hàng năm thì chỉ huy đội cũng xây dựng cái kế hoạch tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với các em học sinh, đối tượng, đặc biệt là đối tượng học sinh cấp 3.
Thì đối với cái lứa tuổi học sinh cấp 3 thì các em là những đối tượng đang phát triển về thể chất cũng như là về cái nhận biết, về ý thức của mình còn hạn chế. Chúng tôi thì vẫn thường xuyên hàng năm cứ đến đầu năm học thì được sự phân công của chỉ huy đội cảnh sát giao thông thì chúng tôi thường xuyên tổ chức đến tuyên truyền các điểm trường, nhất là trường trung học phổ thông cơ sở, trung học phổ thông cơ sở, đặc biệt là tuyên truyền về pháp luật giao thông đường bộ, giúp các em nhận biết được cái việc chấp hành đèn tín hiệu cũng như là chấp hành các biển báo hiệu đường bộ khi tham gia giao thông, nhất là khi các em tham gia giao thông khi đến ngã ba, ngã tư, nơi đường giao nhau với đường ưu tiên thì các em phải làm gì, và khi chuyển hướng thì các em phải nhường đường cho các xe đi ngược chiều. Ngay từ đầu năm thì nhà trường đã chỉ đạo cái ban hoạt động ngoài giờ xây dựng một cái kế hoạch cụ thể, những cái nội dung chi tiết cho từng tuần để tuyên truyền giáo dục cái kỹ năng gì, ý thức tuân thủ pháp luật như thế nào. Cái thứ hai, song song với việc đó thì nhà trường cũng đã chỉ đạo đoàn trường có những cái hoạt động ngoại khóa, những cái hoạt động kết nghĩa để phối hợp với những cái cơ quan chức năng để tuyên truyền cho các em. Theo báo cáo 10 tháng năm 2019 của Ban An toàn Giao thông tỉnh, tình hình an toàn giao thông trên địa bàn có sự chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông đường bộ giảm cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và bị thương. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ từ công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Bám sát chủ đề của năm an toàn giao thông 2019, an toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy. Trong thời gian tới, để công tác tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường bộ hiệu quả, nâng cao ý thức chấp hành của người dân, Ban An toàn Giao thông tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tuyên truyền qua các phương tiện thông tin truyền thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, đẩy mạnh cuộc vận động học sinh, sinh viên với văn hóa giao thông, nhân rộng mô hình cổng trường an toàn giao thông. Bên cạnh đó, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với từng đối tượng tham gia giao thông, đặc biệt tại các trường học. Chú trọng tăng cường giáo dục văn hóa giao thông cho các em ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Điều này cũng có ý nghĩa là các em sẽ có sự tác động ngược trở lại, có sự phản hồi tích cực, hiệu quả đối với người thân trong gia đình. Năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho chúng tôi là tuyên truyền tới 18 điểm trường trên toàn tỉnh và lựa chọn những trường trọng điểm có cái nguy cơ mất an toàn giao thông cao hoặc là có học sinh mà có khả năng là cái chấp hành giao thông nó chưa tốt thì chúng tôi sẽ tập trung vào đó để tuyên truyền. Và đồng thời cũng qua cái việc tuyên truyền đối với học sinh các cấp học ấy để biến họ biến những cái học sinh này thành những cái tuyên truyền viên của chúng tôi, tuyên truyền cho gia đình. Và chính cái việc các cháu này nói với gia đình, tuyên truyền cho các cái phụ huynh học sinh còn hiệu quả hơn chúng ta tuyên truyền rất nhiều. Văn hóa giao thông không chỉ là thực hiện đúng luật về giao thông mà còn phải đảm bảo tính cộng đồng khi tham gia giao thông, đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác, có văn hóa ứng xử từ tốn khi tham gia giao thông. Do đó, việc giáo dục văn hóa giao thông giúp học sinh có nhận thức đầy đủ về văn hóa giao thông, pháp luật về giao thông và hình thành ý thức, hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông ngay từ những ngày đầu cấp sách đến trường. Phần cuối chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tình huống hướng dẫn lái xe an toàn khi điều khiển xe cạnh xe tải, xe container. 1. Tránh đi vào điểm mù của xe container. Không đi song song hoặc trước đầu xe container. 1/3 số vụ tai nạn xảy ra là do xe hơi ở một trong 4 vị trí điểm mù như trên. Do đó, khi lưu thông cùng xe container, hãy đảm bảo tài xế có thể nhìn thấy bạn qua gương. 2. Thận trọng khi vượt qua xe container. Hãy vượt bên trái xe để có tầm quan sát rộng và duy trì một tốc độ phù hợp. Không được tạt đầu xe container, tránh trường hợp lái xe phanh gấp gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. 3. Không chạy quá gần xe container, giữ một khoảng cách phù hợp để tránh những sự cố bất ngờ. 4. Chiều khoảng trống giữa xe container và vỉa hè. Khi quan sát thấy xe container chuẩn bị rẽ, bạn đừng vội chạy vào khu vực nguy hiểm này. Bạn có thể gặp tai nạn hoặc mắc kẹt giữa xe container và lề đường. Luôn nhường xe container, đặc biệt là khi lên dốc hoặc vào cua. 5.
để chế độ đèn tốt khi bạn cách xe container khoảng 10m. Ánh sáng từ đèn pha có thể phản chiếu qua gương chiếu hậu làm lóa mắt tài xế. 6. Bật đèn tín hiệu ít nhất 3 giây trước khi chuyển hướng. Khi chạy với tốc độ cao, bạn phải báo hiệu sớm hơn nữa. Các bạn hãy chú ý những nguyên tắc trên khi lưu thông trên đường cùng với những chiếc xe container. Tới đây thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.